Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Việt Mỹ nâng cấp quan hệ, kẻ khóc người cười. Ngày 13 tháng 9, VOA tiếng Việt có bài Những ai bị thiệt hại khi Việt Mỹ nâng cấp quan hệ. Theo đó, Hoa Kỳ và Việt Nam hôm 10 tháng 9 đã đồng ý nâng cấp quan hệ thành đối tác chiến lược toàn diện trong một bước đi lịch sử giữa hai nước cựu thù, mở đường cho các thỏa thuận kinh doanh và đầu tư mới. Nhưng có kẻ được thì cũng phải có người mất. VOA liệt kê các quốc gia, công ty và tổ chức dường như không được hưởng lợi từ mối quan hệ gần gũi hơn giữa Washington và Hà Nội. Hình ảnh bài trên VOA. Thứ nhất, Trung Quốc. VOA cho biết Việt Nam cẩn thận nhấn mạnh rằng mối quan hệ được nâng cấp với Washington sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ của họ với Bắc Kinh vì sợ hậu quả từ phía Trung Quốc. Nhưng việc đưa Washington lên thành đối tác ngang hàng với Bắc Kinh trong thang bậc ngoại giao của Việt Nam chắc chắn sẽ có tác động đến Trung Quốc. Bắc Kinh có thể mất các thỏa thuận làm ăn, nhất là trong lĩnh vực chất bán dẫn, vì Washington đã cam kết thúc đẩy ngành bán dẫn của Việt Nam với mục tiêu rõ ràng là giảm các rủi ro dính đến Trung Quốc. Thứ hai, Airbus. Trong chuyến thăm Hà Nội của Tổng thống Mỹ Joe Biden, hãng sản xuất máy bay Boeing của Mỹ đã đạt được thỏa thuận bán 50 máy bay 737 MAX cho hãng hàng không quốc gia Việt Nam là Vietnam Airlines. Theo VOA, Vietnam Airlines hiện đang vận hành máy bay chở khách thân hẹp của Airbus, đối thủ trực tiếp của Boeing. Thỏa thuận này trong ngành hàng không dân dụng được xem là lật kèo, nghĩa là khi Boeing hay Airbus giành được khách hàng từ phía đối phương, nhất là trong phân khúc máy bay thân hẹp cực kỳ cạnh tranh. Những vụ lật kèo như vậy thường tương đối hiếm vì chi phí cao trong việc đào tạo lại cho phi công và mua phụ tùng thay thế, cũng như sự phức tạp của việc chuyển sang đội bay mới. VOA dẫn lời phát ngôn nhân của Airbus cho biết, chúng tôi không bình luận về các quyết định không liên quan đến Airbus. Tuy nhiên, Vietnam Airlines là khách hàng quan trọng và chúng tôi mong muốn xây dựng hơn nữa mối quan hệ đối tác lâu dài giữa chúng tôi với họ. Hình ảnh Boeing là hãng được hưởng lợi từ việc nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ. Thứ ba, nhân quyền. VOA nhận xét thông tin được Nhà Trắng công bố trong chuyến thăm của ông Biden có hơn 2.600 từ. Nội dung về nhân quyền chỉ có 112 từ, bao gồm tiêu đề phụ. VOA dẫn lời bà Carolyn Nash, giám đốc châu Á của Tổ chức Ân xá Quốc tế, nói rằng chính quyền Biden đang rõ ràng gạt qua vấn đề về nhân quyền, thúc đẩy quan hệ đối tác với các chính phủ mà họ coi là quan trọng về mặt chiến lược. VOA cũng dẫn thống kê của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết Việt Nam đang giam giữ ít nhất 159 tù nhân chính trị và ít nhất là 22 người khác đang bị giam giữ chờ ngày xét xử ở tòa án do Đảng Cộng sản kiểm soát. Hai nước đã nhất trí đẩy mạnh cam kết đối thoại có ý nghĩa. Thứ tư, Malaysia và Ấn Độ. Vẫn theo VOA, Washington đã đồng ý hỗ trợ mạnh mẽ cho ngành công nghiệp chip và trí tuệ nhân tạo của Việt Nam, công bố các khoản đầu tư mới từ các công ty Mỹ, bao gồm một nhà máy sản xuất chất bán dẫn trị giá 1,6 tỷ đô la do Amkor xây dựng, vào quan hệ đối tác giữa hãng trí tuệ nhân tạo khổng lồ của Mỹ là Nvidia với Microsoft và các công ty Việt Nam. VOA nhận xét điều đó có thể ảnh hưởng đến Malaysia và Ấn Độ, hai đối thủ hàng đầu của Việt Nam trong số các quốc gia châu Á mới nổi về chất bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Thứ năm, AES và Siemens. Trong số các thỏa thuận được Nhà Trắng công bố có sự hợp tác giữa công ty năng lượng mặt trời AMI và tập đoàn Honeywell của Mỹ để ra mắt hệ thống lưu trữ năng lượng pin đầu tiên của Việt Nam, VOA cho hay. Điều đó có thể làm Fluence không vui. Đây là một công ty niêm yết trên thị trường Nasdaq, có công ty mẹ là tập đoàn năng lượng AES của Mỹ và Siemens của Đức, vốn đang sản xuất hệ thống lưu trữ năng lượng pin tại Việt Nam thông qua một nhà cung cấp để xuất khẩu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Việt Mỹ nâng cấp quan hệ, kẻ khóc, người cười. Đoàn tàu bọc thép của Kim Jong-un. Ngày 13 tháng 9, VOA tiếng Việt có bài Bên trong đoàn tàu bọc thép của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có gì? VOA cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đi tàu hỏa tới Nga, một hình thức vận chuyển chậm nhưng chuyên dụng mà các nhà lãnh đạo của Triều Tiên đã sử dụng trong nhiều thập niên. VOA dẫn ý kiến của các chuyên gia cho biết so với đội máy bay cũ kỹ của đất nước này, tàu chống đạn mang lại không gian an toàn và thoải mái hơn cho đoàn tùy tùng lớn, nhân viên bảo vệ, thực phẩm và tiện nghi. Đồng thời, con tàu này cũng là nơi thảo luận các chương trình nghị sự trước các cuộc họp. Hình ảnh bài trên VOA. VOA dẫn lời ông An Byung-min, chuyên gia Hàn Quốc về chuyển vận của Triều Tiên cho biết cần có nhiều đoàn tàu vì lý do an ninh. Ông An nói những chuyến tàu này có từ 10 đến 15 toa, một số toa chỉ dành cho những nhà lãnh đạo, chẳng hạn như phòng ngủ. Những toa khác chở nhân viên bảo vệ và nhân viên y tế. Với mạng lưới đường sắt cổ xưa của đất nước này,
thì chuyến tàu sang trọng này chỉ di chuyển với tốc độ 40 km/h. Ông An nói ngay cả khi tốc độ chậm, tàu hỏa vẫn an toàn và thoải mái hơn bất cứ điều gì khác đối với một nhà lãnh đạo Triều Tiên. Theo VOA, một đoạn video công bố năm 2018 cho thấy ông Kim gặp gỡ các quan chức hàng đầu Trung Quốc trên một toa tàu rộng rãi có ghế dài màu hồng. Đoạn video cũng cho thấy toa tàu chứa văn phòng của ông Kim với bàn ghế và tấm bản đồ Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên trên bức tường ở phía sau. Vào năm 2020, một đoạn phim truyền hình nhà nước cho thấy ông Kim đi tàu đến thăm khu vực bị bão tàn phá, chiếu hình ảnh thoáng qua của một cỗ xe được trang trí bằng đèn hoa văn và những chiếc ghế vải in hình ngựa vằn. Vẫn theo VOA, trong cuốn sách Tàu tốc hành phương Đông năm 2002, quan chức Nga Konstantin Bulikovsky đã mô tả chuyến hành trình kéo dài 3 tuần tới Moscow của Kim Jong-un, thân phụ và là người tiền nhiệm của Kim Jong-un. Cuốn sách mô tả trên chuyến tàu đó có những thùng rượu vang Bordeaux và Beaujolais được chở từ Paris cũng như tôm hùm sống. Đoàn tàu của ông Kim bao gồm một toa dân cư được gọi là Đại Bản Doanh, một nhà hàng, một số toa vận chuyển ô tô với hai chiếc Mercedes bọc thép, nhà ngoại giao Nga Georgi Toloraya viết trên NK News, một cơ quan chuyên về Triều Tiên, khi nhớ lại chuyến thăm của ông Kim bằng đường sắt đến Nga vào năm 2001. Ông Toloraya cho biết đoàn tàu có hệ thống liên lạc vệ tinh và tất cả các toa đều được kết nối. Hình ảnh Kim Jong-un bước xuống từ đoàn tàu bọc thép của ông. Ông An thì nói bánh xe của đoàn tàu ông Kim Jong-un phải được thay đổi ở Nga hoặc một nhà ga của Triều Tiên giáp biên giới với Nga vì hai nước sử dụng khổ đường sắt khác nhau. VOA cho biết thêm, nhà lãnh đạo sáng lập Triều Tiên Kim Il-sung, ông nội của Kim Jong-un, thường xuyên ra nước ngoài bằng tàu hỏa trong thời gian cầm quyền. Cho đến khi ông qua đời vào năm 1994, ông Kim Jong-un chỉ dựa vào tàu hỏa để đến thăm Nga 3 lần, trong đó có chuyến đi 20.000 km tới Moscow năm 2001. Đài truyền hình nhà nước Triều Tiên cho biết đoàn tàu là ngôi nhà thân yêu và là văn phòng của ông Kim Jong-un. Ông qua đời vì một cơn đau tim được cho là vào cuối năm 2011, khi đang ở trên một trong những chuyến tàu của mình và toa tàu ấy đang được trưng bày tại lăng mộ của ông. VOA nhận xét đoàn tàu xe lửa là trung tâm tuyên truyền của nhà nước Triều Tiên. Xung quanh việc gia đình họ Kim cầm quyền bắt đầu những chuyến hành trình dài bằng tàu hỏa để gặp gỡ những người dân Triều Tiên bình thường trên khắp đất nước. Năm ngoái, truyền hình nhà nước Triều Tiên chiếu cảnh ông Kim Jong-un trong một toa tàu màu trắng, sờ vào lá ngô và thảo luận về các mùa vụ ngô, nói rằng ông hy vọng về một điều không tưởng về Cộng sản trong một chuyến tham quan toàn diện bằng tàu hỏa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Đoàn tàu bọc thép của Kim Jong-un. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d